Người ta con là Maria to ở Than Uyên, Lai Châu ạ. Con được 4 ơn, nhưng mà trước đây là con bà bao nhiêu tuổi? Con 67 tuổi ạ. 67 tuổi, ơn thứ nhất. Ơn thứ nhất thì con áp huyết cao, coi như là con độc phải uống thuốc thì con thấy ấy được không thì nó độc có chóng mặt rồi là thầy phải nằm. Thì đến ơn thứ hai của con là con tê tay. Thế là con ăn cơm là con cứ phải bưng và những con này phải để xuống. Mà con đi châm cứu rồi thì uống thuốc cũng không khỏi. Ơn thứ ba của con là đau đầu gối thì là lên bậc về con cứ phải chống tay xuống con mới lên được. Còn ơn thứ tư thì là con có u máu ở gan. Thế thì bây giờ ấy là con biết được lòng thương xót Chúa ấy là từ cuối năm 2016 thì con về dưới Tung Thành. Thế mẹ con mới bảo giờ bệnh tật như vậy thì ở nhà ở cháy thì là cha cũng không có, thì mẹ con bảo là vào tìm cha để cha chức rầu cho. Thế thì con mẹ cha chức rầu cho con thì con về thì là con lại biết được ở trên ấy là có mấy người họ đi đạo, nhưng mà họ đọc kinh thì đọc phải đóng cửa vào thôi, họ không cho đọc tự do. Thế thì con nó mới đến nó hỏi, xong rồi thì là họ đưa cho một cái tờ giấy để xem là ở đấy là những bao nhiêu người đi đạo. Thế thì con mới điện cho ông ấy thì ông bảo là bây giờ thì là họ ấy còn chưa cho đọc tự do. Thế đến đầu 2017 thì con điện thì là ông ấy bảo là bà xuống đây đọc kinh. Còn hôm nào thì lễ nhưng mà họ không cho. Rồi việc bà được khỏi bệnh như thế nào? Con thì khỏi 4 bệnh là con khỏi hết rồi. Hallelujah. Hallelujah. Thứ nhất là huyết áp, thứ hai là tê tay, ăn cơm chỉ có bê lên rồi phải thả xuống. Thứ ba là đầu gối và đi thì không đi được, phải bò. Và thứ bốn là bệnh gan, u gan. Vâng, và bây giờ bà đã được khỏi và đứng đây để mà làm chứng cho mọi người biết được quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Gửi tặng cho bà cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Bà đem cái này về cho cái nhóm mà mới được phép đọc kinh đó, nhớ không? Bà giới thiệu cho họ, nhớ không? Đây là cuốn sách Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha. Đấy, và đây là cây quạt. Bà giữ thì giữ, không thì bà đem cho người ta. Nha, đây là chuỗi lòng thương xót. Và đây là móc khóa lòng Chúa thương xót. Và đây là ảnh lòng Chúa thương xót bà đưa về dưới cái vùng đó đang là khó khăn nha. Bà loan truyền lòng Chúa thương xót cho người khác. Chúng tôi không có đi được thì những người giáo dân là những người mà đi được, người ta không có để ý. Bà cứ đi mạnh dạn đã đi nha, loan truyền lòng Chúa thương xót cho người khác. Hallelujah.